Con cần phải đọc lại cái này đã chú. Biết đâu có thể giúp gì đó cho công ty. Khi đó không cần phải bán cổ phần nữa. Cô mau hối luật sư chuẩn bị giấy tờ cho tôi đi. Nhưng mà hôm qua ông có nói là sẽ... Tôi cần hôm nay. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Ngày mai bên kia luật sư tới nói chuyện rồi. Tôi phải làm cho nó ký chuyển nhượng mọi thứ cho tôi trong ngày hôm nay. Dạ được. Chú có chuyện gì cần nói vậy? Chú có chứng từ gấp, cần con ký gấp vào đây cho chú. Phải hỗ trợ nhau thôi Ben à. Con cần phải đọc lại cái này đã chú. Biết đâu có thể giúp gì đó cho công ty. Khi đó không cần phải bán cổ phần nữa. Chắc là chú Vút đã trả lương gấp đôi cho cô, nên cô mới tận tâm tận lực tới mức như vậy. Xảy ra chuyện gì ông cha Vút? Anh Ben không chịu ký vào chỗ giấy tờ rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?